Hôm nay cùng mình đi xem triển lãm ha. Triển lãm hiện đang được diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà vào cổng thì mấy bạn quẹo trái ở tòa nhà thứ hai nha. Thì đây là triển lãm về chất liệu màu nước trên lụa của một nhóm gồm 7 cô chú họa sĩ, trong đó có mẹ mình, với tổng cộng gần 80 tác phẩm trưng bày với nhiều chủ đề và góc nhìn khác nhau. Thì mọi người có thể đến để xem tranh cũng như là học hỏi giao lưu nếu như mà bạn cũng đang học mỹ thuật giống như mình. Đây là bức mẹ mình vẽ công trình cầu Mỹ Thuận đang xây dựng ở quê mình nè. Như mọi người thấy, cùng một chất liệu nhưng mà mỗi người sẽ có phong cách khác nhau, từ tranh thiếu nữ, trẻ em, gia đình, sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt lao động sản xuất, tranh chân dung, tranh phong cảnh, tĩnh vật. Cũng đừng nghĩ là chất liệu lụa nó sẽ nhạt nha, một số tranh mình thấy vẫn rất đậm đà. Ở đây mình quay hơi bị chá đèn cho nên là mọi người có thể đến xem trực tiếp để trải nghiệm trọn vẹn hơn nha. Hiện tại thì triển lãm vẫn đang diễn ra tới hết ngày 13 tháng 4, nên là mọi người cứ tranh thủ đến để xem tranh nha.